Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch với cụ thọ Thiện Hiện: các đại Bồ Tát mới học đại thừa nghe pháp như thế, tâm vị ấy sẽ không kinh hãi hoảng hốt nghi hoặc. Các đại Bồ Tát mới học đại thừa thì làm sao có thể đem việc tu hành thiện căn mà hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm sao giữ gìn việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện bảo trời Đế Thích: các đại Bồ Tát mới học đại thừa, nếu tu hành bát nhã Bà La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, dùng vô sở đắc làm phương tiện và dùng vô tướng làm phương tiện, giữ gìn bát nhã Bà La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, do nhân duyên đây nên đại Bồ Tát này đối với bát nhã Bà La Mật Đa rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng, nghĩa tự tướng không, nên sanh nhiều thắng giải, thường được bạn lành hộ trì. Đối với bạn lành thì dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu vì họ mà biện thuyết bát nhã Bà La Mật Đa thậm thâm cho đến pháp tương ưng với trí nhất thiết tướng, dùng pháp như thế mà dạy dỗ trao truyền, làm cho vị ấy được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu chưa nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì cũng không xa lìa bát nhã Bà La Mật Đa thậm thâm cho đến trí nhất thiết tướng. Lại còn thuyết giảng các việc ác ma, làm cho vị ấy nghe rồi đối với các việc ma tâm không tăng giảm. Vì sao? Vì các việc ác ma tánh vô sở hữu bất khả đắc, cũng dùng pháp này để dạy dỗ trao truyền, làm cho vị ấy cho đến chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thường không xa lìa Phật, gieo trồng các thiện căn ở chỗ chư Phật. Lại do giữ gìn thiện căn nên thường sanh trong chúng đại Bồ Tát cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với các thiện căn thường không xa lìa. Kiều Thi Ca: các đại Bồ Tát mới học đại thừa, nếu có thể dùng vô sở đắc làm phương tiện và dùng vô tướng làm phương tiện thì sẽ giữ gìn được các công đức. Ở nơi nhiều công đức phát sanh được thắng giải, thường được các bạn lành hộ trì. Khi nghe pháp này tâm không kinh hãi hoảng hốt, cũng không nghi hoặc. Lại nữa, Kiều Thi Ca: các đại Bồ Tát mới học đại thừa, tùy theo chỗ tu tập như bố thí vân vân, sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, đều phải dùng vô sở đắc làm phương tiện và dùng vô tướng làm phương tiện cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, Kiều Thi Ca: các đại Bồ Tát mới học đại thừa, ở các mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, dứt đường các cõi, tuyệt hẳn hí luận, đặt các gánh nặng xuống, nhổ tất cả gai gốc, đoạn tận các hữu kiết sử, đầy đủ chánh trí, tâm được giải thoát, là vì thuyết pháp khéo léo và đệ tử của vị ấy thành tựu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn và tạo được các công đức khác. Lại ở những chỗ để gieo trồng thiện căn là đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ vân vân, là nơi gieo trồng thiện căn, hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời tịnh cư vân vân là chỗ gieo trồng thiện căn. Như vậy tập hợp tất cả việc phát khởi hiện tiền so với thiện căn khác thì nó là tối tôn, là tối thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Lại đem tâm tùy hỷ cùng làm việc phước nghiệp tùy hỷ câu hành, đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Bồ Tát Từ Thị hỏi cụ thọ Thiện Hiện: các đại Bồ Tát mới học đại thừa, nếu nhớ nghĩ bao nhiêu công đức của Như Lai đệ tử và cả thiện căn gieo trồng ở cõi trời người vân vân, như vậy tập hợp tất cả việc phát khởi hiện tiền so với thiện căn khác thì nó là tối thắng, vân vân. Lại đem tâm tùy hỷ như thế và thiện căn tùy hỷ đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này vì sao không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo? Cụ thọ Thiện Hiện đáp: thưa đại sĩ, nếu đại Bồ Tát nào nhớ nghĩ bao nhiêu công đức của chư Phật và các đệ tử thì nên không khởi vọng tưởng công đức của chư Phật và các đệ tử đối với việc gieo trồng thiện căn ở cõi trời người, mà không khởi tưởng thiện căn ở cõi trời người. Đối với việc phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng đại Bồ Đề, cũng không khởi tâm tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này khởi tâm tùy hỷ hồi hướng thì không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo.
Nếu Đại Bồ Tát nào nhớ nghĩ bao nhiêu công đức của Phật và các đệ tử, rồi chấp lấy tướng công đức Phật và các đệ tử đối với việc gieo trồng thiện căn ở cõi trời người, còn chấp lấy tướng thiện căn ở cõi trời người vân vân, đối với việc phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng Đại Bồ Đề, còn chấp lấy tướng phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề, thì Đại Bồ Tát này khi phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, liền rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo. Lại nữa đại sĩ, nếu Đại Bồ Tát đem lòng nhớ nghĩ thiện căn công đức của tất cả chư Phật và các đệ tử như thế, biết đúng đắn về tâm đoạn tận, diệt trừ xa lìa biến đổi này thì chẳng phải có thể tùy hỷ. Pháp hiểu biết đúng đắn này, tánh nó cũng vậy, chẳng phải là chỗ tùy hỷ. Lại hiểu rõ đúng đắn có thể đem tâm hồi hướng pháp tánh cũng vậy, chẳng phải có thể hồi hướng và hiểu rõ đúng đắn pháp hồi hướng tay nó cũng vậy, chẳng phải chỗ hồi hướng. Nếu có thể dựa vào lời nói này mà tùy hỷ hồi hướng là chánh chẳng phải tà, các đại bồ tát đều phải tùy hỷ hồi hướng như vậy. Lại nữa đại sĩ, nếu Đại Bồ Tát đối với chư Phật Thế Tôn trong ba đời, từ lúc mới phát tâm cho đến khi đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến lúc pháp diệt, trong khoảng thời gian đó, có bao nhiêu công đức hoặc đệ tử Phật và các độc giác y vào Phật Pháp gieo trồng thiện căn, hoặc các phàm phu gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết Pháp, hoặc các vị rồng thần Atula v.v. gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết Pháp, hoặc đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết Pháp, hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết Pháp, hoặc các thiện nam thiện nữ vân vân gieo trồng thiện căn khi nghe thuyết Pháp, phát khởi tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tinh cần tu học các hạnh Bồ Tát, thế như vậy tập hợp tất cả sự phát khởi hiện tiền để so sánh với các thiện căn khác là tâm tùy hỷ tối thắng vân vân. Lại nữa, tùy hỷ thiện căn như thế đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cũng nhớ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trong lúc như thế, nếu hiểu rõ đúng đắn các pháp, có thể tùy hỷ hồi hướng sẽ tận diệt biến đổi xa lìa, các pháp tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều không. Tuy biết như vậy nhưng có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại ở trong thời gian này, nếu hiểu rõ đúng đắn hoàn toàn pháp vô hữu, thì có thể tùy hỷ hồi hướng đối với pháp đó. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều không, trong không đó hoàn toàn không có sự để pháp tùy hỷ hồi hướng. Cho nên tùy biết như thế, nhưng có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này, nếu có thể tùy hỷ hồi hướng như thế, thì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, liền không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này, đối với tâm tùy hỷ và chỗ công đức thiện căn tùy hỷ không sanh chấp trước, đối với tâm hồi hướng và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không chấp trước. Do không bị chấp trước, nên không rơi vào điên đảo. Đó là chỗ để Bồ Tát phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, gọi là vô thượng tùy hỷ hồi hướng, xa lìa tất cả sự phân biệt giả dối. Lại nữa đại sĩ, nếu Đại Bồ Tát nào đối với việc tu hành phước nghiệp như thật biết rõ, xa lìa uẩn xứ giới, cũng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ Tát này đối với việc tu hành phước nghiệp biết rõ như thế, rồi có thể tùy hỷ hồi hướng đúng đắn về quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa đại sĩ, nếu Đại Bồ Tát như thật biết rõ việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ, thì xa lìa tự tánh việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ, chư Phật Thế Tôn xa lìa tự tánh chư Phật Thế Tôn, công đức thiện căn xa lìa tự tánh công đức thiện căn, thành phần độc giác và các phàm phu xa lìa tự tánh thành phần độc giác và các phàm phu, tâm tùy hỷ hồi hướng Đại Bồ Đề xa lìa tự tánh tâm tùy hỷ hồi hướng Đại Bồ Đề, Đại Bồ Tát xa lìa tự tánh Đại Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, xa lìa tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng. Tất cả hạnh Đại Bồ Tát xa lìa tự tánh tất cả hạnh Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, xa lìa tự tánh quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Đại Bồ Tát này tu hành như vậy, xa lìa tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, gọi là thật tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, có thể tùy hỷ hồi hướng đúng đắn về quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa đại sĩ, các Đại Bồ Tát đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã niết bàn,
và công đức thiện căn của chư đệ tử. Nếu vị nào muốn phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải tùy hỷ hồi hướng như vậy. Nghĩ như thế này, chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử đều đã diệt độ, tự tánh chẳng có, công đức thiện căn cũng lại như vậy. Chỗ để ta phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tánh kia cũng vậy. Biết như vậy rồi, đối với các thiện căn phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, liền không sanh suy nghĩ kiến chấp điên đảo. Nếu đại bồ tát nào lấy việc chấp tướng làm phương tiện hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với công đức thiện căn của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ mà chấp tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng lấy công đức thiện căn của Phật và các đệ tử ở đời quá khứ vì tướng vô tướng chấp lấy cảnh giới, thì đại bồ tát này dùng việc chấp tướng để nhớ nghĩ việc phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho nên chẳng phải khéo tùy hỷ hồi hướng, do đó liền rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo. Nếu đại bồ tát không chấp lấy tướng làm phương tiện hành bát nhã ba la mật đa đối với công đức thiện căn của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ, xa lìa tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì gọi là khéo tùy hỷ hồi hướng, do đó không rơi vào suy nghĩ kiến chấp điên đảo. Lúc bấy giờ bồ tát Tiểu Thị hỏi cụ thọ thiện hiện: vì sao đại bồ tát đối với công đức thiện căn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử tùy hỷ câu hành các việc phước nghiệp vân vân đều không chấp lấy tướng mà có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Thiện hiện đáp: nên biết việc học bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát có các phương tiện thiện xảo như vậy, tùy không chấp lấy tướng nhưng lại tác thành chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa, có thể khởi việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ đúng đắn hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên các đại bồ tát này vì muốn thành tựu nên học bát nhã ba la mật đa. Bồ tát Từ Thị hỏi: đại đức thiện hiện, thầy chớ nói như thế, vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật đa thậm thâm, chư Phật Thế Tôn và các đệ tử cùng sự thành tựu công đức thiện căn đều vô sở hữu bất khả đắc, làm các việc phước nghiệp tùy hỷ phát tâm hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng vô sở hữu bất khả đắc. Trong đây đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm thời gian này nên quan sát như vậy: các công đức thiện căn của chư Phật và các đệ tử ở đời quá khứ tánh đều đã diệt, việc phước nghiệp tùy hỷ phát tâm hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tánh đều tịch diệt. Nếu ta đối với các công đức thiện căn của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử kia mà chấp tướng phân biệt, và đối với chỗ làm các việc phước nghiệp câu hành tùy hỷ phát tâm hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng chấp tướng phân biệt, dùng chấp tướng phân biệt này làm phương tiện phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chư Phật Thế Tôn đều không hứa khả.